Nhưng mà con này laptop chỉ cần đúng một sợi dây duy nhất này, rất là gọn. Ý mình bảo các bạn đây này, nó gọn là vì điểm này này. Các bạn sẽ không cần phải lấy bộ giá rẻ, các bạn sẽ phải để hai cái dây phòng mà nhưng rất là ui dồi ôi. Nếu các bạn cảm thấy không đủ thỏa mãn với những cái màn hình laptop bé bé như này và một cái gì đấy nó to hơn, rộng hơn, làm việc kiểu đa nhiệm hơn ý, thì các bạn có vài lựa chọn. Đầu tiên là các bạn mua thêm vài con màn hình to vật vã như kiểu như này đấy, để vài con lên. Hoặc là thứ hai, đó chính là các bạn mua mấy cái bộ mở rộng màn hình này. Và đây cũng là một cái sản phẩm mới nhận được sample gần đây thôi của Etech. Và đây là cái bộ mở rộng 3 màn hình dành cho laptop. Nói về cái giải pháp mở rộng 3 màn hình này thì trước đây thì Razer họ cũng đã có là chiếc Project Valerie rồi, nhưng nó bị ăn cắp vào những năm 2017 ở CES, nên là đắp chiếu từ đấy đến bây giờ rồi. Và vài năm trở lại đây thì các hãng Trung Quốc họ bắt đầu là sản xuất những cái bộ mở rộng 3 màn hình này để biến bất cứ một chiếc laptop nào thành chiếc Project Valerie của Razer. Hiện tại mình có 3 phiên bản giá từ rẻ đến cao. Đầu tiên đó chính là S11, đó là 6,5 triệu, 3 màn hình, 2 chữ số nhá. S13 cũng là 3 màn hình cho laptop to hơn, màn hình 13 inch mà, thì là khoảng tầm 8 triệu. Và cái đắt nhất hiện tại ấy, nó là cái S200 này, có giá là 9 triệu đồng cho một bộ mở rộng 3 màn hình cho laptop. Và theo mình ý, mình khuyên các bạn là hãy mua chiếc đắt nhất này là chiếc S200. Tại vì sao? Thì có hai lý do. Đầu tiên, nếu mà các bạn dùng những chiếc S13 hoặc là S11 như này thì các bạn cần phải có một bộ laptop có khả năng xuất ra 3 màn hình. Và không phải laptop nào cũng xuất ra được 3 màn hình nhé. Một vài dòng laptop hỗ trợ 3 màn hình, chúng ta có thể nói đó chính là MacBook Pro này, Dell XPS này, hay là HP Omen, thì các bạn phải tìm hiểu trước đảm bảo nó xuất được các bạn mới dùng được nhá. Còn không, các bạn chỉ xuất được một màn hình bên này thôi, còn lại là bên này sẽ đè xì, không có gì cả. Và thứ hai, đó chính là cái khả năng mà dây dợ. Tại vì khi mà các bạn dùng các mẫu hai số như là S11, S13 này, thì các bạn sẽ buộc phải dùng là mỗi bên một cái dây, hai dây, nhìn rất là lòng ngoằng. Trong khi đó, chiếc S200 này các bạn dùng một dây duy nhất thôi, 1 đến 2 giây cắm nắp mặt sau là hiện được. Nên vì vậy mình khuyên các bạn là nên bỏ thêm một ít kinh phí để các bạn dùng những cái động mẫu S200 này, thì dây dợ gọn càng hơn. Và nó các laptop mà không đủ khả năng xuất ra 3 màn hình ấy thì vẫn có thể xuất được, tại vì nó chỉ dùng duy nhất đó chính là một chiếc dây Type-C để nhận tín hiệu màn hình mà thôi. Ở cái vỏ hộp ấy chúng ta thấy rất nhiều thứ này. Đầu tiên là chữ Etech S200 thì dán lên, chắc là đây là một sản phẩm OEM nào đấy. Và màn hình, bộ 3 màn hình gọi là đa dụng, tiện lợi khi mang lại portable mà. Một cáp cho hai màn hình mở rộng. Đấy, một cáp nhé, rất là tiện. Và ở dưới chúng ta có là hỗ trợ các laptop từ 13,3 đến 16,1 inch, tức là khá là đa dạng này. Tăng hiệu suất làm việc rất là nhẹ nhàng, Remap Lightweight mà. Rất là nhỏ gọn và dễ mang lại. Và hỗ trợ màn hình surround. Đây là một kiểu quảng cáo rất là cơ bản thôi. Trên mấy sản phẩm hộp của Trung Hoa Anh Hùng thì đều ghi như thế cả. Xung quanh cũng không có gì. Ở mặt sau này là một vài thông số nhiều hơn, Made in China, hỗ trợ nhiều hệ điều hành, tức là các sản phẩm này các bạn phải cần driver để dùng nhá. Và driver nó sẽ hỗ trợ từ Windows cho đến macOS thoải mái nhá. Tỷ lệ màn hình là 16:9 này. Dùng cổng Type-C, và Type-C các bạn là phải có chức năng hỗ trợ xuất màn hình, còn nếu không sẽ không dùng được nhá. Và độ phân giải là Full HD và tấm nền IPS. IPS cơ đấy. Mình mới đầu mình nhìn mình tưởng nó là VA hay TN. IPS thì tí nữa mình sẽ test thử xem là cái độ chuẩn màu của nó xem như thế nào. Nó mà ngon thì rất là ngon, IPS mà hứa hẹn đấy. Mở ra này, chúng ta sẽ có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng rất là lớn đây. Tí nữa mình sẽ ngó đây. Đây là một cái tấm nhựa xốp vì thấy. Một hướng dẫn sử dụng nữa, chi tiết hơn. Chúng ta có cái, đây là bộ mở rộng 3 màn hình. Lại một tấm xốp nữa. Và hai cái dây cáp. Không hề có cái túi đựng gì cả. Và tại sao Etech lại bảo đây là một sản phẩm rất tiện lợi để các bạn mang lại nhưng mà lại không cho chúng ta cái túi đựng? Thế bắt chúng ta cầm như này à? Cầm nó nguy hiểm lắm. Nên là theo mình nghĩ các bạn là có thể mua được một cái túi chống sốc của laptop giá là 70.000 hai con chúng mình bán đấy. Các bạn để cái này vào, yên tâm rất là nhiều so với việc mà cầm cái đống này lên. Nhìn là thấy ghê răng rồi. Mặc dù nó nhẹ, chỉ có hơn cân thôi, nhưng mà cầm này thực sự là hơi sợ cho vào trong cặp. Là nó ép thẳng màn hình này, hơi ghê. Nhìn nhớ nhá, qua Hacom để mua cái này, mua thêm cái túi chống sốc để các bạn để vào. Và dây chúng ta sẽ có một cái dây này, đây là dây tai, hai cái cổng tai A sang cổng tai C, rất là to, rất là dài. Đây là dây để phòng các bạn mà chắc là không có cổng tai C cấp nguồn trên main này. Và đây là một cái dây tai C to C. Và mình cùng xem qua lại cái hướng dẫn của họ nhá. Chúng ta có một cái hướng dẫn to, rất là to ở đây, đó chính là hướng dẫn cắm. Và họ bảo các bạn ấy là cắm thì cắm hai cái này vào laptop trước rồi mới cắm cái cổng này vào, chắc để tránh sốc điện thôi.
Và cuối cùng là đây, cắm cái này vào. Đây là phần khá là sơ bộ thôi, chứ là cái phần cảnh báo này để cắm tránh sốc điện. Còn phần hướng dẫn chi tiết này, chúng ta có ở đây, rất là chi tiết ở đây nhá. Để góc quay màn hình này thì màn hình bên trái là 235 độ, màn hình bên phải là 180 độ. Rồi, thì mình sẽ thử xem nhá. Ở đây phần phụ kiện, tại sao trong phụ kiện họ lại bảo là có một cái carry bag, là cái túi. Túi đâu? Edex. Túi của chúng tôi đâu? Không hề thấy đây nhá. Nên là cái phần này này không hề có túi. Nói chung là cắm khá là đơn giản thôi, và họ phải đảm bảo rằng các bạn phải có laptop có power delivery, và để tại vì hack màn hình này tốt khoảng 10W, và nếu không có thì các bạn phải cắm cái dây nguồn này vào cục đỏ này. Và ngoài ra nếu mà các bạn cắm cổng Type-C vào ấy, thì các bạn cắm vào cắm cổng đỏ này thì có thể truyền điện trực tiếp từ cái cổng đỏ này vào laptop được. Rồi, đi dọn thế bây giờ mình sẽ thử mở ra xem. Ở đây thì chúng ta là một cái dán màn hình trước sẵn để chắc là chống xước thôi. Chúng ta sẽ mở ra nào. Đây, sẽ lại bên này, đây 235 độ à? 235 độ ở đây. Và mặt trước thì là 180 độ. Đây. Khá là nhựa, thật sự hơi nhựa. Thì cầm mà thôi. Hơi ghê. Và ở đây thì mình sẽ dùng một chiếc laptop Gigabyte G5 để cho mình thử cái laptop này nhé. Các bạn có thể kéo ra này, kéo vào để phù hợp với các kích cỡ màn hình khác nhau, từ 13 đến 16 inch. Ở đằng sau chúng ta có một cái chân kickstand này, nó cũng là nhựa thôi. Kéo ra, đẩy vào, kéo ra. Và bây giờ thực sự là mình cầm khá là ghê răng. Để vào đây. Đấy. Đây, mình kẹp thử thì ô, đây là laptop kia bài các bạn lề khá là cứng các bạn nhá. Đây, mình để mình chưa hề chống chân xuống. Bỏ bớt này ra. Mình chưa hề chống chân xuống mà màn hình máy laptop vẫn có thể dựng được. Đây là điểm rất mạnh của laptop Gigabyte nhá. Để bình thường cũng được này. Bọn mình ngửa ra một tí xem khi nào nó bị tụt. Ô. Cứng luôn, màn hình Gigabyte rất cứng, chỉ trừ khi mà các bạn để ngày nó không chịu thôi. Còn các bạn để ra là hoàn toàn là có thể chịu được. Điểm cộng laptop Gigabyte nhá. Gigabyte G5. Và chúng mình sắp có review về con đấy. Rồi, hai cái màn hình đây. Đây, mình sẽ cắm thử hai cái dây vào xem nó như nào. Ồ. Rồi, hiện tại là chiếc Gigabyte G5 này có USB Power Delivery, nên là mình chỉ phải cắm duy nhất một cổng Type-C mà thôi. Còn nếu mà các bạn mà laptop mà không đủ ấy, thì mình chắc là sẽ phải cắm hai cái này vào đây này, để nó cấp thêm nguồn vào cho hai cái màn hình để cắm vào sau. Nhưng mà con này laptop chỉ cần đúng một sợi dây duy nhất này, rất là gọn. Ý mình bảo các bạn đây này, nó gọn là vì điểm này này. Các bạn sẽ không cần phải nếu mẫu giá rẻ các bạn sẽ phải để hai cái dây phòng mà nhìn rất là ui dồi ôi. Nhìn rất là lòng ngoằng. Và đây nhá, đây như này được cài driver sẵn, và chúng ta cần driver để chạy được nhá. Và đây này, họ hỗ trợ là Windows 10, 11, 7 và 8 và Mac OS nữa. Windows 10 đây. Razer Chip Play Driver Razer và kể cả Razer Etech ấy, thì sau một lúc mình Google khá là nhiều thì kết quả Razer và Etech không cho mình một kết quả nào cả. Tức là khi mà các bạn lỡ tay, tại vì driver tích hợp sẵn trong này này, có một cái ổ, có như một cái ổ driver ấy, ổ driver này có hơn 1 MB thôi. Nếu mà chẳng may các bạn xóa đi thì các bạn chắc chắn sẽ không thể download lại ở đâu nữa. Thế là hãy cẩn thận sao lưu cái file driver ra một chỗ nào đấy. Còn nếu không thì khá là sợ. Và điểm đầu tiên ấy, khi mà mình mở ra thì ngoài chất liệu hoàn thiện nhá, toàn là nhựa, thì chúng ta sẽ có một độ sáng khá là tối, thật sự là tối. Và mình sẽ cử đây có hai cái nút này. Đây, mình chỉnh mắc độ sáng lên này. Đây, mình chỉnh mắc độ sáng cả hai lên này thì sẽ ăn điện hơn, nhưng mà nó sáng hơn cũng khá. Nhưng mà mình thấy góc nhìn đây là khá là tối, nhìn bên này rằng là màn hình này bắt đầu là khó nhìn rồi. Nên là bây giờ mình nghĩ là cái độ sáng là chỉ rơi khoảng tầm 150-200 nit thôi. Nên là mình sẽ đo thử bằng Spider trên cả hai màn hình này để xem độ sáng nó đạt được là bao nhiêu nhá. Với con số đầu tiên đó chính là độ sáng là 85 nit trên mỗi màn. Các bạn không nghe nhầm đâu, 85 nit. Và chúng ta có một độ lệch màu khá là cao và tương phản là 400:1. Thì mặc dù tấm nền IPS nhưng mà mình làm gì với nó được bây giờ nhỉ? Đầu tiên các bạn sẽ không thể dùng hai cái màn hình mở rộng này ở môi trường nào quá nhiều sáng. Ví dụ như là các bạn ngồi đối diện ra một cái cửa sổ ở sau chẳng hạn, màn hình đen xì thì các bạn sẽ không thấy gì cả nhá. Thì các bạn sẽ cần phải ngồi thu lùm góc của đấy, nó tối tối một chút thì các bạn nhìn cái màn hình này ok. Hoặc là các bạn dùng ở nhà thì là ổn, là vẫn nhìn được.
Mặc dù các bạn nhìn cái độ lệch sáng so với màn hình chính thì nó vẫn khá là tối. Và với mức độ lệch màu như này này thì việc mình bảo các bạn là chỉnh sửa ảnh hay là edit video trên hai cái màn phụ này thì thực sự là hơi hơi gọi là vô lương tâm, tại vì với cái độ lệch màu này các bạn sẽ chỉ có thể chỉnh sửa ảnh hoặc là chỉnh sửa video ở trên những cái màn hình chính của laptop. Nếu màn hình chính laptop của các bạn màu sắc gọi là đủ chính xác thì các bạn làm trên màn hình chính. Còn hai màn hình phụ này các bạn sẽ chỉ dùng được, đó chính là các bạn đọc chat, lướt web hay là các bạn xem qua trong các hiệu ứng, hay là các bạn phải xem video hardcore chẳng hạn thì là vẫn xem được. Mình đã xem thử video YouTube trên đây thì vẫn khá là ổn. Vậy thì chúng ta làm cái gì với các màn hình này nhỉ? Thì mình nghĩ là vài tác dụng. Đầu tiên là khi các bạn code ấy thì các bạn code ở trên màn hình chính, chạy thử một màn mà còn lại các bạn làm gì đó code ấy, các bạn coding các bạn có thể làm được. Và thứ hai đó chính là làm việc Excel. Nhưng mà các bạn làm việc trên Excel, các bạn hãy làm việc trên 3 file khác nhau, trừ khi các bạn màn hình kích cỡ đúng bằng cái màn hình này thì may ra nó không lệch dòng. Hiện tại mình đang dùng trên con Gigabyte U4 này thì các bạn thấy là nó bị lệch dòng khá là căng, hai bên này bằng nhau này nhưng mà bên ở giữa nó to hẳn ra, kích cỡ màn hình nó khác nhau. Nên các bạn có thể làm việc trên gọi là 3 file Excel khác nhau để kéo thả giữa 3 file. Và thứ ba đó chính là chơi game. Nhưng mà hơi đáng buồn đó chính là cái màn hình này nó không hỗ trợ, tại vì laptop không hỗ trợ cho các bạn là cái tính surround là 3 màn hình cùng hiển thị một game tăng góc nhìn không nhá. Và các bạn chỉ có thể chơi game trên một cái màn hình chính này thôi. Và hai màn phụ các bạn chỉ dùng để nghe nhạc, lướt web, Facebook, chat chít trên Discord gì đấy. Còn hơi tiếc là không hỗ trợ tính năng surround để cho các bạn nhìn rộng hơn, phê hơn. Vậy tổng kết với 9 triệu các bạn làm gì được với hai cái màn hình mở rộng này? Nếu mình nói tệ thì thực ra là không đúng lắm, tại vì trên thị trường nó còn khá nhiều các sản phẩm khác với những tên gọi khác nhau. Tại vì đa số những sản phẩm này toàn là OEM cả thôi, chứ không chưa có hãng to là họ làm cả. Và khá nhiều sản phẩm khác nhau, chất lượng còn tệ hơn này khá là nhiều và mức giá nó còn cao hơn từ gấp rưỡi đến gấp đôi cơ. Nên là bảo nó tệ thì thực ra không đúng cho lắm. Vậy với 6,59 triệu tức là ngang giá với hai con màn hình tầm phổ thông mà các bạn có thể mua về, các bạn để ra hai bên và khá là nhiều dây dợ, thì nếu mà các bạn muốn gọi là sự tiện lợi khi di chuyển và các bạn muốn gọi là nhìn nó còn là quán cà phê mang ở đâu nhìn nó nguy hiểm ấy, và sự con này có một dây nhìn rất là gọn, thì các bạn hoàn toàn có thể nghĩ về cái mẫu màn hình của Airtech này. Nhưng mà nói về độ chuẩn xác màu thì sao, thì chắc chắn là hai con màn hình này so với màn hình desktop to thì chắc chắn không có cửa rồi. Và nếu mà so với những màn hình kể cả laptop tầm phổ thông tầm 20 triệu ấy thì cũng không có cửa. Vậy thì nó có cửa với cái gì? Thì các bạn phải quan tâm đầu tiên đó chính là cái việc giới hạn lượng điện. Tức là họ sử dụng điện của laptop nên là họ sẽ không thể nào mà dùng những cái điện gọi là quá nhiều điện để ngốn quá nhiều pin của laptop được. Và các bạn sẽ gọi là có 10W điện thôi và các bạn sẽ chia cho hai màn hình. Thì họ làm tổng có độ sáng là khoảng tầm 85 nits một màn, gọi là họ đã làm gọi là cố gắng dùng tất cả những gì họ đang có. Airtech họ làm như thế để có thể gọi là mang đến với 10W điện. Và sau này những thương hiệu lớn ví dụ như Dell, LG họ có thể làm những tấm mở rộng này mà họ làm chất lượng tốt hơn, ăn nhiều điện hơn, chắc chắn thì giá sẽ đắt hơn rồi. Tại vì Dell và LG những thương hiệu rất là lớn, họ phải có tiền thương hiệu nữa. Còn Airtech là một thương hiệu khá là nhỏ và cũng như giống bao các thương hiệu ngoài kia, ngoài thị trường ấy. Họ là một cái gọi là một công ty OEM mà các bạn muốn sản phẩm kiểu gì họ làm kiểu đấy. Thì nếu mà so với mức giá như này ấy, thì thực sự nó khá là ổn nếu mà các bạn sẽ chỉ mua khi mà các bạn gọi là tâm trí vui vẻ khi đi mua ấy. Các bạn sẽ nghĩ hết là màn hình nó tối, màu nó không được chuẩn và các bạn gạt bỏ hết cái đấy ra khỏi đầu các bạn nhé. Và các bạn chỉ quan tâm đến nó chính là một cái bộ mở rộng màn hình để cho các bạn gọi là làm được nhiều tác vụ hơn. Và các bạn phải xem là tác vụ các bạn dùng là tác vụ gì. Ví dụ các bạn là dùng coding hay là các bạn hay chơi game và đọc chat chẳng hạn mà các bạn ngại mua màn hình to, hoặc là các bạn gọi là dùng nhiều file Excel một lúc ấy, thì bộ ba màn mở rộng màn hình này nói chung khá là ổn với cái mức giá mà các bạn bỏ ra từ 6,5 đến 9 triệu. Và các bạn hãy nhớ nhé, mang một tâm trí vui vẻ đi mua con bộ ba màn hình này. Thay vì đó, nếu mà các bạn gọi là kỹ tính, các bạn muốn cái gì đẹp nhất, độc nhất, rất là đắt ấy, thì mình nghĩ là bộ ba màn hình từ mở rộng này vẫn chưa đáp ứng ở đâu. Và các bạn vẫn phải đợi khoảng tầm vài năm nữa những sản phẩm cao cấp như của Razer, Valerie họ xuất hiện ấy, thì chúng ta mới có được. Còn đây là những sản phẩm phần phổ thông. Và các bạn nếu mà đã xem video thấy hay thì đừng quên like và subscribe video phía dưới YouTube đó. Và mình cũng để phần link mua hàng ở phía dưới video luôn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video sau.